Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hàn và ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Vào rạng sáng ngày hôm nay 13 tháng 10 thì bảng xếp hạng Billboard Hot 100 đã chính thức công bố chủ nhân của vị trí thứ nhất và thứ hai trong bảng xếp hạng này. Và thật tự hào khi mà cả hai vị trí đứng đầu đều thuộc về BTS. Sau siêu hit mùa hè Dynamite thì BTS tiếp tục giữ vững độ hot của mình qua việc phát hành bản remake tiếng Hàn cho Savage Love với sự tham gia của bộ ba J-Hope, Jungkook và Suga cùng chủ nhân của bản gốc là Jason Derulo. Và mới đây thì các chàng trai lại liên tiếp nhận được tin vui qua sản phẩm âm nhạc mới lần này. Cập nhật vào rạng sáng ngày 13 tháng 10 năm 2020 thì bảng xếp hạng Billboard Hot 100 đã chính thức thông báo chủ nhân của hai vị trí đầu và vị trí thứ hai của tuần này là Savage Love của BTS và Jason Derulo. Ngay dưới thì vẫn là sự bám trụ đầy kiên trì của Dynamite ở vị trí thứ hai. Cùng lúc đó thì Savage Love cũng đã đạt được thành tích trở thành ca khúc đứng vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Global 200. Với thành tích này thì BTS đã xuất sắc trở thành nhóm nhạc nam đầu tiên của thập kỷ 2010-2020 có hai ca khúc cùng lúc đạt vị trí thứ nhất và thứ hai tại Billboard Hot 100. Bên cạnh đó, 7 chàng trai cũng chính thức trở thành cái tên thứ 6 trong hội chốt đơn thăng 1 nhiều nhất tại Billboard Hot 100 của năm 2020, đứng cùng các tên tuổi hàng đầu khác. Với sự bành trướng của mình như hiện tại thì rất có thể BTS sẽ tiếp tục giữ vững chân của mình trong hội, vì sắp tới đây thì BTS sẽ chính thức tái trở lại đường đua K-pop vào tháng 11. Và có một điều ít ai ngờ đến, đó chính là bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này tiếp tục được cập nhật vào ngày 13 tháng 10 năm 2020 là sinh nhật của thành viên Jimin. Với hai món quà là thành tích thăng 1 liên tiếp dành cho ngày sinh nhật của RM và Jungkook, thì mới đây Jimin cũng là thành viên tiếp theo nhận được phần thưởng cho ngày sinh nhật vô cùng đáng giá mà người hâm mộ dành tặng. Quả đúng là thời tới thì cản không kịp rồi. Scandal liên quan đến phát ngôn chính trị của BTS vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và nhóm nam nhà Big Hit đã phải chịu những hậu quả nặng nề tại thị trường Trung Quốc. Ngay tối 11 tháng 10, thương hiệu Samsung, Fila, Hyundai, Bắc Kinh đều xóa bỏ tất cả các mặt hàng liên quan đến BTS trên trang mua sắm online. Dù thương hiệu giải thích rằng do hết hàng, thực tế thì netizen đều biết các nhãn hàng đang có ý định phủi sạch liên quan đến BTS để tránh ảnh hưởng đến doanh thu ở thị trường Trung Quốc. Nhiều video phiên dịch về nhóm BTS cũng bị gỡ bỏ. Vào chiều ngày 12 tháng 10 thì sự việc một lần nữa lên top tìm kiếm trên Weibo vì phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ bản thân đã xem những tin tức có liên quan, cũng chú ý đến phản ứng của cộng đồng mạng. Người phát ngôn này bày tỏ quan điểm lấy lịch sử làm tấm gương hướng về tương lai, trân trọng hòa bình và thúc đẩy tình hữu nghị nên là mục tiêu chung của chúng ta và nó đáng giá để chúng ta cùng nỗ lực. Ngay sau động thái của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đại diện fandom lớn nhất của 7 thành viên BTS đều thông báo dừng mua album, thể hiện quan điểm không vì thần tượng mà phản bội đất nước. Hành động cứng rắn này của ARMY Trung Quốc nhận được sự ủng hộ của netizen xứ Trung. Sự việc ngày càng nghiêm trọng khiến cộng đồng ARMY lo lắng, nhất là đúng dịp BTS comeback, quảng bá không ngừng nghỉ nên cần sự ủng hộ của người hâm mộ. Các fan Trung Quốc nổi tiếng với khả năng chi tiền khủng, họ đóng góp đến gần 800.000 bản album trong đợt comeback trước, chi hàng triệu nhân dân tệ để tổ chức sinh nhật cho các thành viên, và nếu không có lượng fan ủng hộ này thì các thành tích của BTS có thể bị ảnh hưởng đáng kể. Người hâm mộ cũng đang chỉ trích Big Hit làm việc chậm chạp, đến giờ vẫn chưa đưa ra lời giải thích dẫn đến việc gà nhà bị tẩy chay ở Trung Quốc. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng BTS đang bị kẹt giữa quan điểm chính trị của hai nước, phát biểu kiểu gì cũng sai nên vô cùng khó xử. Trước đó thì mạng xã hội Trung Quốc đã nổ ra tranh cãi mạnh mẽ về phát ngôn của trưởng nhóm BTS RM trong bài phát biểu nhận giải. Trong phần chia sẻ, RM có đề cập đến sự hy sinh của nhân dân tại cả hai quốc gia Mỹ và Hàn trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Tuy nhiên, lời phát biểu này đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc nổi đóa với suy nghĩ RM cố tình phớt lờ Trung Quốc trong khi quốc gia này cũng đã hy sinh không ít trong cuộc chiến tranh trợ giúp Bắc Hàn. Bản tin của chúng mình đến đây là hết và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!